2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề về chia hết trong tập hợp số nguyên. Ở bài ngày hôm trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn bài tập liên quan đến các chữ số mà xử lý cũng tương đối là phức tạp. Cái bài ngày hôm trước thì có nội dung liên quan đến 6 nửa chữ số mà chia cho 7. Khi đảo chữ số đầu lên trên thì cũng vẫn sẽ chia cho 7. Thì mình sẽ phải tìm được một cái con số nó tương đối là nhạy cảm. Trừ 10 hoặc trừ 3. Thì cái chỗ này thì đòi hỏi chúng ta phải có nhiều tư duy hơn một chút. Đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 7 nhé. Xem mình mang đến nội dung gì đối với các bạn. Ví dụ số 7 là tìm số nguyên tố P sao cho 2 mũ P cộng 1 chia cho P. Câu này như thế nào nhỉ? Một câu tìm số nguyên tố. Thế thì có lẽ là mình sẽ phải biết đâu đó thì trong thời gian tới mình sẽ phải làm một bài tập liên quan đến số nguyên tố và hợp số, đúng không? Hoặc là số chính phương gì đấy. Mình thì mình cũng soạn được tương đối cái phần nội dung đấy rồi, nhưng mà thời điểm nào đưa ra là hợp lý nhất, chỗ này thì mình cũng đang phân vân. Tuy nhiên thì có lẽ là mình sẽ phải suy nghĩ về cái tính thời điểm nhất định. Thì bài tập ngày hôm nay sẽ là tìm số nguyên tố P để cho 2 mũ P cộng 1 chia cho P. Thì đầu tiên là mình sẽ phải xét các cái số nguyên tố đầu tiên đã. Xem kiểm tra xem là những cái số đầu tiên nó có đúng hay không. P là số nguyên tố thì P vậy bằng 2 đầu tiên đi. Thì sẽ là mình sẽ có là 2 mũ 2 cộng 1. Đương nhiên thì 2 mũ 2 cộng 1 thì bằng 5. Không chia cho 2 rồi. P bằng 3. Thì sẽ là 2 mũ 3 cộng 1 bằng 9. Cộng này thì chia cho 3 này. P bằng 5 này. 2 mũ 5 cộng 1. 2 mũ 5 thì bằng 32. 32 là 33 thì không chia cho 5. P bằng 7. Thì 2 mũ 7 thì bằng 128 à. Cộng 1 thì bằng 129. 129 thì có chia cho 7 không? Như không chia cho 7, 12 chia 7 thì được 5, 59, phải 49 cơ. Không được. Thế như vậy là khả năng cao là chúng ta sẽ chỉ có thể chứng minh được là cái cậu P bằng 3 này thỏa mãn thôi. P lớn hơn thì sẽ không chia cho P. Đó. Thì chúng ta sẽ có được thấy được rằng là 2 mũ P. P thì nói chung là P lớn 3 đi. Bằng 3 đâu. P lớn hơn 3 đi. P lớn hơn 3 thì sẽ đồng dư với 2 theo modulo P. Đúng không? Như vậy là 2 mũ P cộng 1 sẽ đồng dư với 3 theo modulo P. Thế thì xuôi rồi các bạn. Chả có số nguyên tố nào mà lại có thể chia hết được cho 3 cả, ngoài 3. Đúng không? Như vậy là điều phải chứng minh rồi. Với P lớn 3 thì tất cả các số này thì khi chia cho 3, khi chia cho P thì đều dư 3. Như vậy là chả có số nào thỏa mãn cả. Được chưa? Như vậy đã xong đúng không? Vậy là vẫn với cái nguyên lý là với những cái số nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ chọn. Và sau đó thì những cái số lớn ý, thì mình sẽ chứng minh rằng là nó lớn hơn thì nó sẽ không chia hết. Nguyên tắc thì nó cũng như vậy thôi. Đương nhiên là sẽ có những cái một số cái trường hợp đặc biệt. Đấy, những cái bài phân loại rồi. Lời giải này. Thì áp dụng định lý Feldman thì chúng ta sẽ có là 2 mũ P trừ 2 chia cho P. Thì từ đó suy ra thì chúng ta sẽ có được là P bằng 3. Cách viết này nó hơi khó chịu nhỉ. Cách viết này hơi khó chịu đúng không? Mình có thể gọi lại một cái hướng khác cho các bạn. vẫn như vậy thôi, nhưng mà mình sẽ trình bày một cái hướng khác. Các bạn cũng có thể hiểu được, ví dụ như cái dòng thứ hai này từ đó suy ra nhé, 3 sẽ bằng là 2 mũ P cộng 1 trừ cho 2 mũ P trừ 2 sẽ vẫn sẽ chia cho P, đúng không? Bởi vì là 2 mũ P cộng 1
thì chia cho P là theo dữ kiện đề bài. Đấy, cộng này thì theo dữ kiện đề bài. Còn cộng 2 mũ P trừ 2 này theo giả thiết thôi. Đúng không? Đây. Mà mình tách được ra là bằng 3 thì chứng tỏ là P phải bằng 3, phải P là số nguyên tố mà. Và ngược lại nếu P bằng 3 thì cũng thỏa mãn. Kiểu vậy. Cách số 2 thì có thể giải thích như vỡ thế này. 2 mũ P đồng dư với 2 theo mô đun 1P. Ở đầu tiên là mình sẽ phải set P bằng 2 đã, đúng không? P bằng 2 thì suy ra là 2 mũ 2. 2 mũ 2 cộng 1 sẽ bằng 5. Đương nhiên là không chết cho số 2 rồi. Với P bằng 3 thì suy ra được rằng là 2 mũ 3 cộng 1 thì bằng 9, thì sẽ đương nhiên là chết cho 3 rồi. Thì chúng ta sẽ xét với giá trị là P lớn hơn 3. Số nguyên tố P lớn hơn 3 đúng không? Thì như vậy mình sẽ có được là 2 mũ P cộng 1 thì sẽ đồng dư với 3 theo mô đun P. Thì chúng ta thấy rằng là 3 với P thì nguyên tố cùng nhau, đúng không? Có được là vì P và 3 thì nguyên tố cùng nhau. Thế nên là sẽ không có một cái số nào để cho 2 mũ P cộng 1 sẽ 2 mũ P cộng 1 sẽ chia cho P được, đúng không? Bởi vì chia cho 3 mà. Do đó là 2 mũ P cộng 1 sẽ không chia hết cho 3, à cho P được, không chia cho P, được chưa nào? Rồi, thế thì vậy P bằng 3 là thỏa mãn thôi. Ok chưa? Xong nhá. P bằng 3 thỏa mãn. Đó, như vậy ví dụ số 7 đã xong. Mình chuyển sang ví dụ số 8 nhé. Ví dụ số 8 là một bài tập mà chúng ta nên phải học thuộc. Nên học thuộc. Về cái tính chất này. Cái ví dụ này. Cho số nguyên A thì chứng minh rằng là A bình cộng 1 không có ước dạng nguyên tố là 4K cộng 3. Từ đó suy ra được phương trình là không có nghiệm nguyên dương. Thì phần này là phần giải phương trình nghiệm nguyên. Thì mình cũng đã soạn xong hết rồi. Đợi ngày lên sóng thôi. Đợi ngày quay thôi chứ còn thời điểm nào thì chắc là cũng sắp rồi. Nội dung là A bình cộng 1 thì không có ước nguyên tố dạng 4K cộng 3. Từ đó suy ra phương trình nghiệm nguyên thì chúng ta phải chứng minh được A bình cộng 1 đã. Đúng không? Chứng minh cái vế đầu đã. Sau đó là dùng cái dữ kiện ấy để chứng minh cái dưới. Thì như vậy là mình có một cái phương pháp mới để có thể, một phương pháp đầu tiên để chứng minh phương trình nghiệm nguyên rồi. Nghiệm nguyên dương nhé. Chỗ này nguyên dương. Theo mình nghĩ thì với cái đầu thì nó cũng không quá khó đâu. Như vậy là A bình cộng 1 đây. Không có ước nguyên tố dạng 4K cộng 3. Thế thì mình sẽ phải xét với module mấy? Module 4 à? 4K cộng 3. Chỗ này cũng căng. Thế thì mình phải set module mấy này? Không có ước nguyên tố 4K cộng 3 thì phải chia cho mấy? Chỗ này cũng khó xử lý nhỉ? Giải thích diễn đạt như thế nào? Không có ước nguyên tố dạng 4K cộng 3 thì có nghĩa là nó sẽ không chia cho 4K cộng 3, đúng không? Thế thì mình sao mình không dùng nhỉ? A bình mà theo mô đun 4 ý, một số bình thường mà khi chia cho 4 thì sẽ dư mấy? Một số chính phương thì khi chia cho 4 thì dư mấy?
Một số chính phương mà chia cho 4 thì sẽ dư 0 và dư 1 đúng không? Đồng dư với 0 và đồng dư với 1. Như vậy là A bình thì sẽ cộng 1 sẽ đồng dư với 1 hoặc 2. Mà chia cho 4 thì chỉ có được 3 số dư thôi là 0, 1, 2, 3. Thì đương nhiên là không chia cho 4 rồi. Thì sẽ thì không thể chia cho 3. Chia 4 dư 3 được. Vậy điều phải chứng minh thôi. Đúng không? Giải thích thế này là được rồi đúng chưa? Thế này là ổn nhất rồi còn gì nữa. Một số chính phương chia 4 thì dư 0 và dư 1 thì cộng 1 mà thì chỉ có dư 1 và dư 2. Cộng mà dư 1 và dư 2 thì đương nhiên là sẽ không có dạng ước nguyên tố là không có cái dạng là 4k cộng 3 rồi. Đúng chưa? Giải thích thế chắc là được thôi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể giải thích như này. Giả sử A bình cộng 1 có ước nguyên tố là P bằng 4K cộng 3. Mình sẽ chứng minh theo phản chứng. Thì khi đó là A mũ P trừ 1 cộng 1 sẽ bằng là A mũ 4K cộng cộng 2 cộng 1. Thì sẽ bằng là A mũ 2, tất cả mũ 2K cộng 1 cộng 1 thì sẽ chia hết cho A bình cộng 1 và chia cho P. Mặt khác thì theo định lý Fermat thì A mũ P trừ 1 sẽ chia cho P từ 1 và 2. Thì chúng ta suy ra được là 2 sẽ phải chia cho P. Và P thì không có dạng là 4K cộng 1, vô lý. Vậy A bình không có ước nguyên tố dạng 4K cộng 3. Thế thì nó có khác gì so với cái lời bên này của mình không? Cũng khác chứ đúng không nhỉ? Hơi hơi khác. Tuy nhiên thì ước nguyên tố mà có nghĩa là không phân tích ra được dưới dạng 4K cộng 3, hiểu như thế nhá. Thì câu câu dưới này, vận dụng cái dữ kiện này thì mình sẽ phải chỉ ra được rằng là 4x y trừ x trừ y bằng z bình là không có nghiệm nghiệm nguyên dương. Làm như nào? Thì mục tiêu của mình là phải hướng đến cái biểu thức là phải có bình phương cộng 1. Phải có bình phương cộng 1 ở 4xy này. Đấy nhá. Khả năng cao thì phải là z bình cộng 1 rồi. 4xy trừ x trừ y bằng z bình. Thì khả năng cao là sẽ phải hướng đến việc là phân tích z bình này ra thì phải là z bình cộng 1. Bây giờ phải phân tích nhân tử cái này. Phân tích thì nhân tử cái cậu này. Phân tích nhân tử là như nào bây giờ? Thì nếu mình rút x ra trong ngoặc còn 4y thì không được. Phải nhân 4 cả hai vế vào. Không được nhá. Cái tại sao này? Mình giải thích một tí này. Cái bài này là bài lớp 6 thôi. 4y mà trừ cho 1 thì ở đây phải có 4y trừ 1 thì mới ra được. Đúng không? Phải có 4y trừ 1 ở đây này. Đấy, thì mới ra được. Phải nhân 4 ở đây. Bằng z, 4z ở đây. Đúng không? Được chưa? Thì mình sẽ viết lại nhưng mình nhân 4 trước để thêm tí nữa thêm bớt cho nó dễ. Nhiều bạn lại không nhân 4 và tí nữa thêm bớt nó khó lắm. Thì là 16xy trừ 4x trừ 4y bằng 4z bình. Như vậy rút 4x ra trong ngoặc còn 4y trừ 1. Đúng chưa? Rút dấu trừ ra trong ngoặc còn 4y trừ 1 nữa. Thì đây là cộng 1 cả hai vế đúng không? 4z bình cộng 1. Khi đó chúng ta sẽ có được là 4x trừ 1 nhân với cả 4x 4y trừ 1. Thì sẽ bằng là 2z bình cộng 1. Chúng ta áp dụng thôi. 2z bình cộng 1 thì không có ước nguyên tố ở dưới dạng là không ước nguyên tố ở dưới dạng là 4k cộng cộng 3. Đây là 4k cộng 3. Thế nên là cái này không có nghiệm nguyên dương thôi. Như vậy cái này là vô lý rồi.
đúng không? Vô lý rồi. Thế câu dưới nè, x bình trừ y mũ 3 bằng 7. X bình này. Đổi màu đi nhé. X bình trừ y mũ 3 bằng 7. Thì khả năng cao là khả năng cao thì mình đang hướng tới là x bình cộng 1 này sẽ bằng là 8 cộng y mũ 3. Đấy. Mình đang hướng đến cái này thì sẽ bằng là 2 cộng y nhân với cả là y bình trừ 2y cộng 4, đúng không? Như vậy cái vế bên này thì không có dạng là 4k cộng 3. Thế bây giờ thì cái vế bên này thì sao? Thế thì nếu mà như thế nào bây giờ nhỉ? Chúng ta sẽ chia trường hợp ra để giải quyết cái vấn đề này. Chia trường hợp ra. Có nghĩa là mình sẽ định hướng đến theo mô đun 4. Mình sẽ chia các trường hợp cái vế là 2y cộng 3 này ra. Đầu tiên là mình sẽ xét theo mô đun 4 nhé. Mình sẽ xét theo mô đun 4. Và mình sẽ chia trường hợp ra để chứng minh rằng cái cậu này sẽ không thể ở dưới dạng là x bình cộng 1 được. Đúng không? Chúng ta nhớ rằng là x bình cộng 1 thì lúc nãy mình vừa chứng minh được rằng là nó chỉ có thể đồng dư với 1 hoặc 2 theo mô đun 4 thôi. Đúng không? Cậu này thì chỉ là 1, 2 thôi. Theo mô đun 4 thôi. Thì bây giờ mình sẽ chia trường hợp nhé. Thì trường hợp thứ nhất là y chẵn đi. Y mà là số chẵn ấy thì cái vế bên trái, vế trái thì sẽ chia cho 4. Thì vô lý rồi. Bên kia thì không chia cho 4 được, chẵn đúng không? Chẵn thì 2 này, 4 này. Y chẵn, thế thì y nó sẽ cụ thể hơn là y ở dạng 4k đi. Như vậy là sẽ phải xét nhiều trường hợp hơn một tí. Đúng không? Y chẵn thì y bằng 2k mũ 2 trừ cho 2 nhân 2k cộng 4. Rồi, thì cậu này chia cho 4 rồi. Như vậy vế trái thì chia cho 4 mà vế phải thì lại không chia cho 4, như vậy y chẵn là loại. Y chẵn là loại thì bây giờ chỉ có trường hợp thứ hai là y lẻ. Y lẻ thì mình sẽ xét theo mô đun 4 mà. Như vậy sẽ có hai loại là 4k cộng 1 và 4k cộng 3. Y bằng 4k cộng 1 và 4k cộng 3. Thì trường hợp thứ nhất nhé. Y bằng 4k cộng 1 thì suy ra được rằng là y cộng 2 thì sẽ bằng 4k cộng 3. Thì xin thưa là x bình cộng 1 ý thì không có dạng ước nguyên tố, ước là 4k cộng 3. Như vậy cái này cũng là vô lý nốt. Đúng không? Trường hợp tiếp theo là y bằng 4k cộng 3. Y bằng 4k thì cái bắt buộc cái vế này rồi. Đây này cộng vào thì khả năng nó vẫn được. Nhưng mà cái vế sau cơ. Vế sau. Vế sau thì sẽ là y bình. Y bình 4k cộng 3. Tất cả bình. Trừ cho 2 nhân 4k cộng 3. Cộng 4. Thế thì như nào? Có lẽ là sẽ phải sẽ phải chuyển về hàng đẳng thức à. Mình nhân bung hết ra nhá, 16k bình này cộng 24k cộng 9 trừ cho 8k cộng trừ 6 cộng 4. Như vậy là 16k bình 24 trừ 8 thì bằng 16 đúng không? 16k. Đây là 3 cộng 7. Thì chia 4 dư mấy? Cậu này chia cho 4. Và cậu này thì chia 4 dư 3. Thì như vậy là dưới dạng là 4k cộng 3. Đúng không? Bằng dạng 4k cộng 3.
Thế như vậy là vế trái cũng ở dạng 4k cộng 3. Bởi vì có một nhân tử là 4k cộng 3 mà chúng ta biết rằng là x bình cộng 1, x bình cộng 1 thì không thể ở dưới dạng 4k cộng 3 được. Như vậy là cái vế bên trái này không thỏa mãn, vô lý rồi. Ok, được chưa? Như vậy là chúng ta sử dụng cái dạng a bình cộng 1 không thể có ước nguyên tố 4k cộng 3 cũng rất là mạnh đúng không? Nói chung là giải được một lớp các bài toán khác nhau. Bây giờ thì mình có lời giải chi tiết như sau. Ta áp dụng vào là 4xy trừ x trừ y bằng z bình. Thì xin thưa là tại sao phân tích được như thế này thì các bạn nhìn ở phần ví dụ nhá. Mình sẽ phải nhân 4 vào để cho nó phân tích thành nhân tử đủ. Thì ta có là 4x trừ 1 là số nguyên dương lớn hơn 2, có dạng là 4k cộng 3. Nên có ít nhất một ước nguyên tố là 4k cộng 3. Vì tích của hai số dạng 4k cộng 1 thì đều có dạng là 4k cộng 1. Đúng chưa? Nhưng mà 4, 2z bình cộng 1 thì lại không có ước dạng nguyên tố 4k cộng 3. Nên phương trình đã cho thì không có nghiệm nguyên dương. Thứ hai là x bình trừ y mũ 3 bằng 7 thì sẽ tương đương với x bình cộng 1 bằng y cộng 2 nhân y bình trừ 2y cộng 4. Nếu y chẵn thì cái cậu này chia cho 4, mình đã giải thích vì sao rồi. Đây. Chẵn thì y sẽ bằng 2k, thay 2k vào thì cái cụm này là sẽ chia cho 4 rồi. 2k tất cả bình thì chia cho 4, 2 nhân 2k chia cho 4 và cộng 4 sẽ chia cho 4. Mà vế trái mà chia hết cho 4 mà vế phải không chia cho 4 thì đương nhiên là không được rồi. Đúng không? Đây là x bình cộng 1 chứ. X bình cộng 1 thì sẽ đồng dư với 0. Chỗ này là vô lý. Đúng chưa? Vô lý vì số chính phương chia cho 4 thì dư 0 hoặc 1. Vậy y là số lẻ. Đúng không? Trường hợp xảy ra thì có hai trường hợp thôi. Chỗ này có lẽ là mình sẽ đổi màu đi một tí. Đổi màu đi. Vẫn hơi khó nhìn nhỉ. Đây, tách nhau ra. Trường hợp thứ nhất là 4k cộng 1 thì y cộng 2 sẽ bằng 4k cộng 3. Khi đó thì có ước nguyên tố dạng 4k cộng 3. Và khi đó thì x bình là không có dạng đấy. Như vậy là vô lý, đúng không? Trường hợp thứ hai là y bằng 4k cộng 3 thì suy ra là y bình trừ 2y cộng 4 lớn hơn bằng 3. Cái điều này đều đương nhiên rồi và có dạng 4k cộng 3. Tại sao thì các bạn khai triển nó thôi. Và khi đó thì phương trình không có nghiệm nguyên. Ok chưa? Như vậy mình đã xong ví dụ số 8 nhá. Các bạn nhớ cái này. Thì phương trình nghiệm nguyên thì có một dạng là chứng minh theo đồng dư. Thì đây là một trong những dạng chứng minh theo đồng dư. Và chúng ta phải biết được rằng là chúng ta phải xét theo đồng dư mấy. Nhiều bài nó xét đồng dư to lắm. Đồng dư 5, đồng dư 7, đồng dư 4, đồng dư 6 gì đấy. Nói chung là mình sẽ phải tìm được cái số là mình quan trọng nhất là tìm được xem là đồng dư về mấy để làm bài. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta cùng chuyển sang ví dụ cuối cùng, ví dụ số 9 nhá. Ví dụ số 9 này. Cho AB là các số nguyên và P là số nguyên tố dạng 4k cộng 3. Chứng minh rằng nếu A bình cộng B bình chia cho P thì A chia cho P và P chia cho B. Từ đó suy ra phương trình này không có nghiệm nguyên dương. Như vậy là cũng hướng đến bài tập liên quan đến nghiệm nguyên đúng không? Phương trình nghiệm nguyên. Thì cái câu đầu thì sẽ có lẽ là sẽ tương đối là dễ. Chứng minh cái đầu tiên tương đối là dễ theo mình nghĩ là như vậy. A bình nếu A bình cộng B bình chia cho P. Như vậy là A bình này. Mình có A bình cộng B bình chia cho P. Và P thì sẽ bằng là 4K cộng 3. Thế thì có lẽ là mình sẽ sử dụng phương pháp phản chứng đi. Phương pháp phản chứng có lẽ vẻ dễ hơn bởi vì là cái A bình cộng B bình chia cho P thì biến đổi trực tiếp nó hơi khó. Biến đổi trực tiếp thì nó hơi khó. Thế thì là mình sẽ giả sử rằng là A và B thì đều không chia cho P đi. Đúng không? Như vậy AP sẽ nguyên tố cùng nhau và PP sẽ nguyên tố cùng nhau. Và khi đó thì mình áp dụng định lý Fermat thì nó dễ hơn. Thì A mũ P trừ 1 sẽ đồng dư với 1 mod P.
Tương tự như vậy mình cũng sẽ có b mũ p trừ 1 sẽ đồng dư với 1 mốt p. Được chưa? P là dạng nguyên tố 4k cộng 3. Thế thì như vậy là mình sẽ có được là không chia hết. phải suy ra được cái cậu này cũng không chia hết này. A bình cũng B bình cũng phải không chia hết này. Bây giờ thì mình sẽ phải chuyển P thành 4k cộng 3 đi. A sẽ bằng là 4k cộng 2 cộng với B mũ 4k cộng 2 thì sẽ đồng dư với 2 thì 1p. Đúng chưa? Thế như vậy mình sẽ có được là A bình tất cả mũ 2k cộng 1 cộng với B bình tất cả mũ 2k cộng 1 đồng dư với đồng dư với 2. Đúng không? Đồng dư với 2. Thì bây giờ là thế nào nhỉ? Thì áp dụng theo hàng đẳng thức đi. Áp dụng theo hàng đẳng thức là A mũ 2 tất cả mũ 2k cộng 1 đi. Mũ lẻ mà. Cộng B mũ 2 tất cả mũ 2k cộng 1 đi. Áp dụng theo hàng đẳng thức mở rộng ý, thì sẽ chia hết cho A bình cộng B bình. Đúng không? Chia hết cho A bình cộng B bình. Mà cậu này thì lại A bình cộng B bình lại chia cho P. Đúng chưa? Thì vô lý chưa? Như vậy là 2 thì sẽ phải chia cho P. Vô lý. Đúng chưa? Theo cái sự kiện ban đầu thì theo sự kiện ở phía trên này này thì cậu này đồng dư với 2 theo 1p mà. Thì dẫn tới là từ hai sự kiện này thì vậy 2 phải chia cho p. Đúng không? Dẫn tới được là suy ra p bằng 2. P bằng 2 thì p không có dạng 4k cộng 3. Thì vô lý rồi. Đúng chưa nào? Chỗ này không biết nhiều bạn hiểu không? Chỗ này hàng đẳng thức nhá. Thì A bình cộng B bình sẽ chia cho P mà. Thế như vậy là cái cụm này sẽ chia cho P. Mà cụm này thì mình cũng có được là chia cho P thì dư 2. Đúng không? Mà 2 thì phải chia cho P rồi. Như vậy P phải bằng 2. Mà P bằng 2 thì P không có dạng 4K cộng 3. Trái với giả thiết. Như vậy nó không trái với dữ kiện A bình cộng B bình chia cho P. Mà trái với dữ kiện là P bằng 4K cộng 3. Đúng chưa? Thì như vậy là điều phải chứng minh là A và B phải chia cho P cơ. A và B phải chia cho P. Đó. Như vậy là dùng giả sử. Phản chứng. Nhiều khi là bài tập khó là cứ dùng phản chứng cũng tương đối là nhanh đấy các bạn. Đấy. Dùng phản chứng nhá. Cái này thì các bạn ghi là dùng phản chứng này. Rồi câu sau. X bình cộng 2X cộng 4y bình bằng 37. Làm nào? Câu này thì cũng khó đấy chứ. Dùng đồng dư để giải phương trình nghiệm nguyên là một trong những cái thứ tương đối là khó khăn trong việc định hướng. Có nhiều đồng dư thì có nhiều phương án lắm. Tùy vào bài thì mới có được cái hướng tổng quát. Thì bây giờ làm nào? Thế thì chúng ta sẽ phải đưa về dưới dạng là x bình cộng y bình. Đấy, a bình cộng b bình đây này. Đấy. Thì như vậy là mình sẽ phải đưa về đấy. Thì x bình này cộng 2x cộng 1 cộng 4y bình bằng 38 đúng không? Như vậy là 2x cộng 2 x cộng 1 tất cả mũ 2 cộng với cả 2y tất cả mũ 2 thì sẽ bằng là 38. Bây giờ dữ kiện như nào nữa? Nếu A bình cộng B bình chia cho P thì A chia cho P và B chia cho P. Thì như vậy là hai cộng này thì đều chia cho 2. Không nên dùng cho 2. 2 x 17 thì phải dùng chia cho 17 đúng không? À 2 x 19. Bởi vì bằng 2 thì ở đây là không được này. Không được xếp bằng 2 nhé. Thì ta có là cái cộng này x cộng 1 tất cả bình cộng với cả 2y tất cả bình thì chia cho 19. Đúng không? Chia hết cho 19.
thì dẫn tới việc là x cộng 1 và cũng chia cho 19 và 2y cũng chia cho 19. Đúng chưa? Thế thì phải chia cho bao nhiêu nhỉ? Thì mình phải quên mất một điều kiện nữa. Điều kiện to đùng này, 19 thì bằng phải ở dưới dạng 4k cộng 3 nhé. 19 phải ở dưới dạng 4k cộng 3. Đây. Thì như vậy là 19 thì sẽ bằng là 4 nhân 4 cộng 3. Thì đúng bằng dạng 4k cộng 3 rồi. Thế như vậy là từ đây mình sẽ có là x cộng 1 tất cả bình sẽ chia cho 19 bình. Và 2y tất cả bình sẽ chia cho 19 bình. Thì như vậy là cả cái cụm này sẽ chia cho 19 bình. Đúng không? Mà 38 thì lại không chia cho 19 bình. Đúng chưa? Thì suy ra là 38 phải chia cho 19 bình. Cái này là vô lý rồi. Vậy là sẽ không có nguyên dương. Câu này thì cũng khó nhằn đấy chứ đúng không? Nếu không biết được cái tính chất ở trên, phải có hai dữ kiện này, a bình cộng b bình chia cho p, thì a chia cho p và p chia cho p, và p phải dưới dạng 4k cộng 3. Thì nếu mà dùng cái cách này thì tương đối nhanh, nhưng mà cũng tương đối là khó đấy. Nhiều khi cũng chả thể nghĩ ra được. Thế nên là phải có kinh nghiệm. Cái bài như thế này là phải có kinh nghiệm, từng làm rồi nhớ thì làm mới nhanh được, chứ còn không thì cũng rất là khó. Đó. Thì đây là toàn bộ những bài mà mình đã chuẩn bị cho các bạn. Những cái ví dụ kinh điển nhất liên quan đến định lý Fermat và chia hết. Thì sau đây là bài tập tương tự. Bài tập tương tự thì mình có chuẩn bị cho các bạn 6 bài. Đương nhiên là tương ứng với những cái phía trên thôi. Ngoài ra thì còn một số cái thứ cũng tương đối là hay. Ví dụ như A bình cộng B bình chia cho 7 thì chứng minh rằng A chia cho 7, B chia cho 7. Cái này để dùng trong phương trình nghiệm nguyên cũng rất là nhiều. A bình cộng B bình chia cho 21 thì A bình cộng B bình chia cho 441 cũng dùng được nhiều. Đương nhiên là vẫn còn rất rất nhiều bài ở phía dưới nữa, nhưng mà mình xin phép được giữ lại. Bạn nào có tò mò thì cũng có thể nhắn tin PM thì biết đâu đấy thì mình lại chia sẻ. Nếu mà các bạn tò mò thì mình sẽ chia sẻ thôi, còn nếu không tò mò thì thôi. Các bạn giải quyết được 6 bài như này là mình đã rất là vui rồi. Nhá, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like và share cho mình.